Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn cái mẫu đầm xòe 270 độ và có bèo ở phía phần chân váy. Trước hết là chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình hai cái dập đầm thân ôm cơ bản. Thân trước vẽ gập đôi và thân sau. Mình không hướng dẫn lại các bạn cách vẽ dập đầm ôm cơ bản nữa bởi vì có rất nhiều công thức đã chia sẻ cái dập đấy rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ chia sẻ cách biến kiểu từ dập đầm thân ôm cơ bản ra cái dập đầm xòe 270 độ. Trước hết thì chúng ta đi biến đổi phần cổ. Phần cổ như chúng ta thấy thì đấy là một cái hình ảnh của như chúng ta mẫu thấy là đấy là một cái cổ thuyền ạ. Cổ thuyền này thì chúng ta sẽ ra đây là 3 phân ạ. Chúng ta ra 3 đến 5 phân ạ. Xuống dưới này chúng ta xuống 1 phân ạ. 1 phân đến 2 phân. Chúng ta đánh cong lại theo cái vòng cổ ạ. Sau đấy thì chúng ta sẽ đi như chúng ta nhìn thấy thì một bên của cái phía bên đây sẽ là áo khoét nách, còn một bên kia sẽ là váy chườm vai. Khoét nách ở đây thì chúng ta sẽ đi vào là 2 phân, sau đó chúng ta đi đánh cong xuống dưới ạ. Đánh cong. Cong cho ôm khớp vào cái phần nách cũ của chúng ta. Còn cái bên mà vẽ chườm vai này thì chúng ta sẽ đi dán thêm một miếng vải và dán thêm một miếng giấy và để ta vẽ chườm vai. Vẽ cái mẫu vai chườm ạ. Mình vẽ lại cái đường vòng nách cũ của nó màu đỏ này để cho các bạn dễ nhìn ạ. Kéo dài ra đây. Đường vai con cũ ạ. Từ cái điểm vai con cũ này thì chúng ta sẽ ra ngoài đây. Thì chúng ta sẽ ra đây là 4 phân. Chúng ta xuống đây là 1 phân. À, chúng ta xuống đây là 2 phân nhé. Chỗ này ra 4 phân này. Xuống 2 phân này, đánh cong đến điểm giữa của cái vai con cũ ạ. Đánh cong xuống đến điểm giữa của vai con cũ như cả nhà. Sau đấy thì cái góc này sẽ là một góc vuông. Góc này là một cái góc vuông. Chúng ta đánh cong xuống để ăn khớp với cái vòng nách cũ của chúng ta. Đó. Thế phần vai thì chúng ta chỉ có lưu ý biến đổi như thế thôi. Nếu mình tô đậm hơn để cho các bạn nhìn cho nó rõ. Tại vì mình sợ quay bằng điện thoại này các bạn nhìn sẽ không rõ. Đó, chính là cái đây là một góc vuông nhá. Cái chỗ này lưu ý là từ cái điểm cuối cùng của cái vai con cũ này ra đây 4 phân này, từ đây ra đây 4 phân, xuống dưới từ đây đến đây là 2 phân, sau đó kẻ một góc vuông và đánh cong từ đây xuống dưới đây. Đó. Thế là chúng ta đã xong cái phần cổ và cái phần vai áo rồi. Xong phần cổ và phần vai áo thì cái cổ này chúng ta mang cắt ra luôn. Cái cổ thuyền này chúng ta mang cắt ra luôn.
cắt ra. Cái vai này chúng ta cũng cắt ra luôn, cái vai chờm này chúng ta cũng cắt ra luôn. Thông thường thì mình sẽ chỉ cho chờm ra 4 phân thôi. Các bạn thích chấm hơn, các bạn có thể ra ngoài đến 6,5 phân hoặc là 5 phân, 6 phân tùy ý các bạn. Đấy, thế còn cái bên khuyên nách này chúng ta cũng cắt đi. Như cái hình mà chúng ta thấy thì trên váy là có cắt ở đường ngang eo. Để chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành cắt tại cái đường ngang eo này để chúng ta có thể đi giã dập ra để cho nó ra cái váy 270 độ. Chúng ta cắt tại phần ngang eo nhé. Cắt tại phần ngang eo ạ. Cái phần thân trước ở phía trên ấy, cái phần thân trước ở phía trên ấy thì chúng ta sẽ có hai cái ly. Một cái ly là cái ly cũ của nó, chính là cái ly này. Đúng không ạ? Và một cái ly thì xuất phát từ mé bên đây, từ cái mé có cái vai chờm đấy xuống đến gốc. Xuống đến cái cạnh này của cái ly này, đó. Nó sẽ xuống đến đấy. Và bên này là hoàn toàn hai ly này biến mất, bên này ly này biến mất. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành ghép hai cái ly này lại, bỏ hai cái ly này đi, mở cái đường ly này ra và ghép ly này vào ly này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghép hai cái ly này vào làm một đã, cho các bạn khỏi rối. Chúng ta cắt bỏ cái ly này đi, cắt bỏ đi ạ, cắt bỏ bên đây, cắt bỏ đi bên sườn đi, cắt bỏ đi. Cắt bỏ ly bên sườn, dán nó lại, dán lại. Tương tự bên đây ta cũng sẽ cắt bỏ ly bên sườn đi. Cắt bỏ ly bên sườn đi. Cắt đi như này, chúng ta dán vào đây. Thì bây giờ chúng ta đã có hai cái ly to ở phía bên dưới rồi. Sau đó chúng ta tiến hành mở cái ly này ra và đóng cái ly bên này lại. Đóng ly này lại, dán nó vào đây. Ta sẽ dùng một cái giấy màu khác đặt lên đây để sang dấu cái ly này, để tí nữa chúng ta ghép vào cho nó dễ nhìn. Chúng ta dán một đường ở mặt này để cho chúng ta dễ thấy, dễ gập hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi gập hai cái ly này lại, gập cái ly này vào đây. Theo hiểu. Đó. Chúng ta gập ly này vào. Gập ly này vào, dán nó vào. Gập nó vào xong dán vào. Tiếp tục đi gập ly bên này vào. Dán vào đây, hai cái ly này nó gặp nhau ở đây,
mình phân giải nó lại đây. Đó. Sau đó chúng ta tiến hành cắt bỏ cái phần giấy thừa này đi. Cắt bỏ giấy thừa đi nhé, mở ra. Đó. Thì chúng ta đã có hai cái ly lệch ở hai bên rồi. Đấy, khi mà chúng ta may thì chúng ta may ghép cái ly này vào đây, sau đó ghép cái ly này vào đây và chúng ta may nối cái phần này với cái thùng váy phía bên dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành biến cái thùng váy đấy trở thành một cái thùng 270 độ. Chúng ta để ý thấy cái nếp lớp bèo ở phía bên ngoài, và bây giờ chúng ta sẽ vẽ phác họa cái lớp bèo này lên trên cái dập này luôn, lên trên cái dập này luôn. Thế cái lợi thì cái lớp bèo đấy chúng ta để ý là nó sẽ đi theo cái đường ly này luôn này, đi theo đúng cái đường ly này, đi theo đường ly này luôn. Vậy. Sau đấy chúng ta sẽ kẻ hai cái đường mà bèo ở đây, hai cái đường bèo ở đây, và chúng độ dài bèo thì đến đây, độ dài của bèo đến đây. Sau đó chúng ta đánh cong dần xuống, đánh cong dần bèo từ hai bên này xuống, đánh cong cái bèo này xuống. Đó, đánh cong bèo xuống bên đây như thế, đánh cong xuống như này, đánh cong cái bèo này xuống này. Đấy, cái bèo của chúng ta sẽ giống như thế. Mình sẽ kẻ cho các bạn nhìn rõ cái bèo này hơn. Đấy, cái bèo của chúng ta sẽ như thế này, nó sẽ may lại với nhau ở cái điểm đường này luôn. Đấy, hai cái bèo này sẽ may lại với nhau ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành làm cái chân vải, cái thùng vải phía bên trong nhá. Thùng vải bên trong thì chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng một cái thôi, một cái thân thôi, một cả cái thân một nửa thôi, chứ không cần phải là cái thân cả hai nữa. Bởi vì chúng ta sử dụng cái thân cả hai khi chúng ta giã dập ra, đôi khi chúng ta giã không cân bằng có thể gây ra bị lệch, bị lệch. Đây thì mình đã có sẵn, mình đã chuẩn bị sẵn một cái thân một nửa của cái chân váy đấy. Một nửa của cái chân váy đây nha. Đây bình thường là vừa nãy chúng ta là gập đôi đúng không? Bây giờ mình chỉ lấy một nửa bên đây thôi. Mình nhấc ra. Đây ạ. Đây đúng không ạ? Bây giờ mình nhấc ra như thế này. Sau đấy thì mình kẻ thẳng cái ly này xuống đây. Dán hai cái ly này vào, dán cái ly này, coi như là triệt tiêu cái ly này đi. Thì trên cái tùng đấy của chúng ta là không còn cái ly này nữa, triệt tiêu cái ly này đi, bỏ nó đi, dán nó. Sau đó chúng ta sẽ đi giã những cái đường giã này ra. Cắt những cái đường cắt này, cách cái chỗ này là 0.5, 0.3 cm nhé, không là nó không xòe ra được. Chúng ta đem dã nó ra và chúng ta sẽ đem đặt nó trên một cái miếng giấy gập đôi như này nhé. Bởi vì cái thùng váy này của chúng ta là sẽ ra hai bên mà, hoặc có thể không gập đôi cũng được, thì tí nữa chúng ta sẽ ghi là đường phải gập đôi ở giữa này. Sau đấy thì chúng ta sẽ mang, chúng ta đặt nó lên đây để giã cho nó ra như thế này ạ. Giã nó ra như thế này. Cái chỗ này ở giữa này thì sẽ giã một đoạn ra đây, từ đây đến đây này.
Sau chúng ta dán cố định vào đây. Sau đấy thì chúng ta dán cố định vào này. Dán cố định vào này. Dán cố định những cái mà chúng ta vừa dán ra nhé. Dán vào đây. Hai những cái này là đều nhau vào gấp đôi cái này nhé. Sau đó chúng ta tô lại cái đường eo đây ạ, tô lại cái đường giáp eo đây, tô lại đường giáp eo, tô lại đường sườn váy ạ, tô lại đường sườn váy. Trước nữa chúng ta sẽ đi làn đều nó lại, tô lại cái đường này, đối kiểu dạng chấm chấm thôi, bởi vì tí nữa chúng ta còn làn đều lại nữa. Đó. Đấy. Sau đó chúng ta bỏ cái này đi, bỏ cái mà chúng ta đã dùng để giã dập đi, cắt nó ra. Cái trên này cũng bỏ đi. Đấy, bỏ ra. Sau chúng ta sẽ đi chỉ dạng. Chỗ này là một góc vuông nhá. Chỗ này là một góc vuông. Đây là góc vuông này. Sau đó thì chúng ta đi làn đều lại cái chân váy của chúng ta, cái gấu váy đấy, làn đều lại một lần nữa, làn cho nó đều vào. Đó. Bên trên này vòng eo thế, vòng eo cũng làn đều lại, góc chỗ này cũng là góc vuông một đoạn. Sau đấy thì chúng ta đánh cong làn đều theo cái đường eo của chúng ta. Theo cái đường eo và chúng ta lối thẳng xuống đây, từ eo kẻ thẳng xuống đây vuông góc. Chúng ta bị thiếu mất một đoạn giấy, chúng ta dán nó vào đây. Chúng ta sẽ kẻ thẳng vuông góc xuống đây. Góc này sẽ là góc vuông nhé. Ban đầu cái đường chân váy cũ của chúng ta nó ở đây, thì chúng ta kẻ thẳng xuống đây và cái chỗ này là một góc vuông. Sau đó chúng ta cắt ra. Chúng ta đã cắt được cái tùng váy ở bên ngoài rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành để làm cái bèo ở đây. Làm bèo ở đây thì cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta đem khớp cái đường sườn này. Khớp đường sườn này. Khớp đường sườn. Khớp đến đây thì chúng ta sẽ biết là cái điểm đánh dụng bèo, cái điểm mà hai cái bèo này nó gặp nhau ấy ạ. Bên trái và bên phải nó gặp nhau và chúng ta may tại đấy đấy. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ kẻ một đường vuông góc xuống phía dưới, vuông góc xuống đây. Đây ạ. Góc này là góc vuông nhé. Kẻ một đường vuông góc xuống phía dưới đấy. Đây là nó tương tự như là một góc vuông. Thế sau đó chúng ta sẽ cũng ướm cái bèo này lên đây. Từ đây đến đây. Ướm lên đây thôi. Sau đó thì chúng ta cũng ướm lên xem là cái bèo này nó lấy tại đâu thôi. Sau đấy chúng ta đây là cái đường may, đường may của bèo đây. Chúng ta cũng có thể giã dập riêng cái bèo đấy nhá, giã dập riêng bèo đấy, nhưng mà mình làm như thế này thì mình thấy nhanh hơn. Giã dập cái bèo thì cũng giã dập tương tự như cái chân váy thôi, cái tùng váy bên trong thôi. Đó.
và cái bên đây nữa, cái chỗ này của mình vừa thiếu mất một ít giấy. Tương tự cái bèo bên đây cũng thế. Đấy là cái bèo phía bên đây. Mình cũng đo từ đây sang. Mình cũng đo từ phía bên đây sang. Cái đường may giữa hai cái bèo đây. Đường may giữa hai cái bèo. Sau đấy thì mình cũng đánh cong. Cong cái bèo này như thế. Thế mình sẽ kẻ cho các bạn thấy cái bèo của chúng ta sẽ như thế này. Nó sẽ phải khớp với cái chân váy, cái tùng váy bên dưới. Chúng ta cũng có thể tạo ra một cái bèo mà nó to hơn bằng cách chúng ta cắt từng đường cắt giống như vừa nãy, và chúng ta giã dập nó to hơn ra. Nhưng mà cái đường eo thì chúng ta vẫn phải giữ nguyên nhé. Cái đường eo ấy, cái độ dài của cái đường eo đấy là chính là cái tùng váy. Ở đây chính là cái bèo. Cái bèo thì lát nữa chúng ta sẽ lấy cái tùng váy bên dưới thôi, sau đó còn cái phần bèo thì chính là cái này luôn. Đấy, hai cái bèo hai bên may vào với nhau ở giữa đây. Sau đó thì khớp với cái thân áo phía bên trên thôi. Là chúng ta đã xong cái thân trước rồi, còn đến cái thân sau. Cái thân sau thì cũng rất là dễ dàng thôi ạ. Thân sau này thì cũng đơn giản nên là mình chỉ cần hướng dẫn qua thôi. Cái thân sau ở phía bên đây. Phía bên đây thì chúng ta cũng đi vào đây là 2 phân, và cũng cổ thuyền, chúng ta cắt cổ thuyền giống như là thân trước. Thì là cổ thuyền của chúng ta ra 5 phân thì cổ thuyền của thân sau chúng ta cũng phải ra 5 phân. Cổ thuyền nếu thân trước ra 6 phân thì thân sau cũng phải ra 6 phân. Đấy, còn bên đây thì chúng ta cũng vẽ trường vai như thế, bằng cách là cái điểm vai con của thân sau này ra ngoài là 4 phân và hạ xuống dưới là 2 phân. Sau đó cũng đánh trường vai giống như bên đây. Còn cái thân dưới ở đây thì chúng ta cũng cắt đôi, cắt chỗ đường cắt ở eo này ra, và chúng ta cũng giã ra. Giã